Xin chào tất cả các anh em nha. Video nằm giới thiệu cho tất cả anh em tham gia dự án Trục Valencia Group. Để tham gia ngày hôm nay mình phải mô tả mình ra một start chatbot nha các bạn. Mình sẽ nhận được 1.1 token có cái hiệu là TRT nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group kênh seller nha các bạn. Các bạn nhớ follow nè, bấm đáp nè. Các bạn join vào nhóm chat nha các bạn. Rồi bấm đáp nha các bạn. Tiếp tục bấm nút chat nè. Rồi tiếp tục bấm group chat nha các bạn. Các bạn nhấp vào những hình ảnh có chứa trên ảnh trên, các bạn bấm vào submit nha các bạn. Rồi bấm bắt up lên nè. Rồi bấm nút chat nè. Join Balenci Telegram. Rồi bấm vào Telegram nha các bạn. Rồi mình đã chậm 0.004. Bấm vào Twitter các bạn. Thì các bạn follow Twitter. Đi tiếp như follow Twitter và xin link chú Twitter và đúng file name. Rồi các bạn nhấp vào follow Twitter các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Đây là một dự án của DeFi trên DeFi. Rồi các bạn mới đáp lên các bạn. Ơi các bạn like nè các bạn. Các bạn đi tiếp với tờ mẹ comment nha các bạn. Ở trên dẫn như tờ quýt chứ. Rồi các bạn ghi là cộng chúc Valency nha tất cả các bạn. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. The Valency Submit link. Rồi các bạn gửi lên địa chỉ lên profile của anh em của mình nha, tại Twitter của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào bao gạch, nhấp vào hồ sơ nữa các bạn. Các bạn nhấp bao gạch bên cùng, nhấp vào chia sẻ các bạn. Các bạn sao chép vào khai nhớ tạm nữa các bạn. Rồi các bạn mở bot trong watch ở đây các bạn. Rồi các bạn dán lại profile Twitter mình nha các bạn. Rồi bấm bấm don nha các bạn. Rồi bấm bấm don nha các bạn. À mình đã nhận được 0.008 anh đó các bạn. Thì các bạn cứ việc bấm vào menu tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow Facebook nha các bạn. Facebook thì các bạn link share Facebook. Các bạn chia sẻ link tại Facebook của nó các bạn. Các bạn theo dõi. Và gửi lên link link profile Facebook mình cho nó. Rồi các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên đường link bờ blue Facebook của mình cho nó nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình, nhấp vào đường link các bạn chia sẻ link trang cá nhân của mình nha các bạn. Các bạn sẽ chép nè. Rồi các bạn xây dựng bot nha các bạn. Đăng bot vào đây nè các bạn. Chết mẹ. Copy lộn rồi bạn. Các bạn chạy một xíu nha bạn. Bạn mở tôi bút lên lại nữa. Các bạn chia sẻ lại nha bạn. Đi Facebook của ta. Đây nè các bạn. Copy lên nè bạn. Các bạn mới đắp lại nha bạn. Các bạn nhớ nha các bạn.
Tiếp tục cầm bấm đơn nha các bạn. Mình đã nhận được 0.1 các bạn, bấm vào menu tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục thì bạn bấm vào Submit Wallet nè. Các bạn gửi địa chỉ AC 20 với chút Wallet, MySell Wallet nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha. Các bạn lướt xuống, các bạn tìm địa chỉ ETH mình nha các bạn. ETH thì các bạn sao chép lại nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nè. Các bạn gửi cho bot tiếp tục nè. Tiếp tục thì các bạn bấm vào một balance để check số cần kiếm được nha các bạn. 0.1 tốc cần TRT nè các bạn. Bấm vào get link mà lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốc cần nha các bạn. Vậy video bên đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.